MTP Production. Trao quá nhiều lòng tin cho em, nhưng tại vì sao em thay đổi? Cái thứ mà em gọi là tình yêu thì giờ nó toàn là lừa dối. Cuộc gọi nghe quẹt như chân khi anh nghe thấy giọng nói của người khác. Trong lòng tôi ngờ như anh không thể nào để suy nghĩ đến lấn áp, vì trong tim anh chỉ có mình em, và anh ngờ rằng em cũng vậy. Điều đó là thật nhưng giờ chỉ là quá khứ rẻ tiền phải không em? Giọng tin nhắn, em đi học, anh ở nhà phải ngon nha. Khi nào về em sẽ gọi, đừng nhắn máy anh yêu ha. Hạnh phúc lắm em biết không, bao nhiêu đó là quá đủ. Qua ngày mai là sinh nhật em, anh sẽ cho em một bất ngờ. Anh mỉm cười đặt cây bút viết vào dòng và nhật ký. Đi lang thang rồi chồng qua chỉ mong là người sẽ vừa ý. Bất chợt nhìn thấy em đi ngang qua và ngồi sau xe ông thằng khác. Khuôn mặt là em, dáng người là em, những người em ôm là thằng khác. Xóa tất em đi, để không còn mỗi lần nhớ đến em lòng này đâu thắt mắc khoe mi, để anh đâu thể